Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Hôm nay thứ ba, ngày 4 tháng 2 năm 2020, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính như sau. Công an tỉnh Quảng Bình gặp mặt đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu. Quảng Bình tích cực phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua ngày 3 tháng 2, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức buổi gặp mặt đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Canh Tý 2020. Đại tá Trần Hải Quân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi gặp mặt. Tại buổi gặp mặt, Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh đã thông tin đến đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu về những kết quả mà lực lượng Công an Quảng Bình đã đạt được trong năm 2019 và dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Theo đó, Công an Quảng Bình đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc nổi lên ở cơ sở, không để bị động bất ngờ, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đại tá Trần Hải Quân, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tham gia đấu tranh phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh mong muốn với vai trò và tầm ảnh hưởng của mình, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức tiêu biểu sẽ phát huy vai trò trách nhiệm, tiếp tục quan tâm giúp đỡ lực lượng Công an Quảng Bình hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng thể trận lòng dân, thể trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Hôm qua ngày 3 tháng 2, Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh. Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh Quảng Bình được thành lập theo quyết định số 5150 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng. Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh có chức năng tham mưu tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền về những chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tổ chức các hoạt động văn hóa, bồi dưỡng năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa và giải trí của người dân, cung cấp dịch vụ và thẩm định sản phẩm thuộc lĩnh vực điện ảnh theo quy định của nhà nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Công Minh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, giữ chức Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh. Huyện Tuyên Hóa vừa tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tuyên Hóa luôn đoàn kết một lòng, nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt khá, sản xuất nông nghiệp được mua toàn diện, các lĩnh vực văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng thực hiện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Huyện Minh Hóa cũng vừa tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ cùng với sự chung sức đồng lòng của nhân dân, huyện Minh Hóa đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng và tăng trưởng khá, thu ngân sách nhà nước năm 2019 đạt 113% dự toán giao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 18%, quốc phòng an ninh được củng cố và tăng cường. Dịp này, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2015-2020, vinh dự được Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa khen thưởng. Các cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy Quảng Trạch vừa tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời gian qua, Đảng bộ huyện Quảng Trạch luôn chú trọng công tác xây dựng đảng, thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, không ngừng chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Năm 2020, Đảng bộ huyện Quảng Trạch sẽ tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, thực hiện tốt chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các địa phương trên địa bàn huyện Bố Trạch cũng vừa tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bố Trạch đã phát huy tinh thần yêu nước, vượt qua muôn vàn khó khăn và giành được nhiều thành tựu quan trọng. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện tốt các nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Dịp này, các tổ chức cơ sở đảng đã trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên từ 30 đến 70 năm tuổi Đảng. Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ lãnh đạo của Đảng bộ khối qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tại buổi gặp mặt, Đảng ủy khối doanh nghiệp đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng ủy khối, cán bộ công chức, viên chức Đảng bộ khối qua các thời kỳ, cùng toàn thể cán bộ đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ khối đã đoàn kết khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, gửi lời tri ân tới các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, gia đình chính sách, người có công với cách mạng đã cống hiến tuổi thanh xuân cho quê hương đất nước. Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh yêu cầu các ngành địa phương không được chủ quan lơ là và đề cao tinh thần chủ động phòng tránh cho người dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, không làm hoang mang dư luận. Các địa phương có lao động làm việc tại Trung Quốc phải theo dõi sát sao công tác lưu trú, xem xét dừng tổ chức các lễ hội đầu năm. Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy cũng vừa tổ chức hội nghị triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Hiện nay, huyện Lệ Thủy đang tích cực chuẩn bị hóa chất, thuốc men, dương bệnh phục vụ cho công tác thu dung, cách ly điều trị khi phát hiện có trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Huyện sẽ phát miễn phí khẩu trang y tế cho người dân, dừng tổ chức lễ hội chùa Hoàng Phúc, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Trong những ngày qua, Cục Quản lý Thị trường Quảng Bình đã tiến hành kiểm tra giám sát các cơ sở kinh doanh dược phẩm và trang thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, Cục Quản lý Thị trường Quảng Bình đã yêu cầu các cơ sở kinh doanh dược phẩm và trang thiết bị y tế cam kết bán theo đúng giá niêm yết, hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ sở bán đúng giá niêm yết cho người dân phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, thì đã xuất hiện tình trạng một số cơ sở kinh doanh dược phẩm và trang thiết bị y tế tự ý tăng giá bán khẩu trang y tế cao gấp 3 lần so với trước đây và không niêm yết giá công khai. Cục Quản lý Thị trường Quảng Bình đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 11 cơ sở kinh doanh dược phẩm và trang thiết bị y tế với tổng số tiền khoảng 32 triệu đồng, thu giữ hơn 1.450 khẩu trang y tế có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc. Các cơ sở kinh doanh dược phẩm và trang thiết bị y tế bị xử phạt vi phạm hành chính gồm nhà thuốc Nghĩa Phúc, có Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba Đồng Hới, nhà thuốc Thanh Tâm, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, nhà thuốc Long Loan, phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới, nhà thuốc Tuấn Linh, chợ Ga, thành phố Đồng Hới, quầy thuốc số 12, chợ Ga, thành phố Đồng Hới, nhà thuốc Dương Thị Thực, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, nhà thuốc Tuệ Hoa, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, nhà thuốc Hồng Ninh, cổng Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, quầy thuộc Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy, quầy thuộc Bảy Trinh, xã Quảng Liên, huyện Quảng Trạch, quầy thuộc số 1, cổng Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh. Nếu cơ sở nào tái phạm, Cục Quản lý Thị trường sẽ kiến nghị với Sở Y tế tỉnh Quảng Bình xem xét đình chỉ hoạt động. Nhằm phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Đoàn Thanh niên Sở Y tế Quảng Bình vừa tiến hành phát khẩu trang miễn phí cho người dân tại một số địa điểm công cộng trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Hơn 2.500 khẩu trang y tế đã được phát tại 5 điểm công cộng như ga Đồng Hới, sân bay, bến xe Nam Lý, bến xe Đồng Hới, phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh Quảng Bình. Mỗi người dân được phát một chiếc khẩu trang và được hướng dẫn cách sử dụng khẩu trang. Bên cạnh đó, hơn 500 tờ rơi với thông điệp về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra cũng được phát tận tay cho người dân. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến hết sức phức tạp và khó lường của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng và huyện Bố Trạch đã triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. Từ Tết Nguyên đán Canh Tí 2020 đến nay, Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng đã đón và phục vụ hơn 16.500 lượt khách du lịch. Để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách, Trung tâm Du lịch Phong Nha Kẻ Bàng đã thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra và yêu cầu toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động, đội thuyền, đội nghiệp ảnh du lịch và các hộ kinh doanh trong khu vực đơn vị quản lý tuân thủ nghiêm ngặt những khuyến cáo của Sở Du lịch và các cơ quan chuyên môn, đồng thời khuyến cáo du khách đeo khẩu trang để chủ động phòng tránh. Chúng tôi thông báo đến từng cán bộ nhân viên là cách nhận biết, rồi là khi có những cái biến chứng bất thường từ khách du lịch thì theo khuyến cáo của Sở Du lịch thì chúng tôi sẽ gọi ngay về đường dây nóng về đến Bệnh viện Việt Nam Cuba để có những cái hướng dẫn cụ thể để phòng dịch, trang cấp về là khẩu trang
cho đến từng cán bộ nhân viên, côn để rửa tay, rồi thì là xà phòng để cho du khách sử dụng. Chúng tôi cũng đã thông báo cho các cái đối tác của mình là để có cái biện pháp phòng ngừa và khuyến cáo họ là không nên đón các cái đoàn khách đến từ vùng trung tâm dịch bệnh. Mặc dù là thiệt hại về kinh tế nhưng mà chúng tôi vẫn tin tưởng rằng là vấn đề mà phòng ngừa về là đảm bảo sức khỏe cho khách du lịch và cán bộ nhân viên là vấn đề quan trọng nhất. Ở du lịch thì khách đi qua đi lại thì cũng nhiều nước, cho nên là đợt này thì cũng là dịch ở bên Trung Quốc nhiều, cho nên ở chúng tôi ở đây cũng phải đeo khẩu trang để bảo vệ cho cả bản thân và bảo vệ cho cả các du khách ở đi du lịch ở nơi Đồng Phong Nha. Là địa phương có số lượng người đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài về quê đón Tết khá lớn. Chính vì vậy, huyện Bố Trạch đã chỉ đạo ngành y tế và các cơ quan liên quan tăng cường công tác giám sát nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh, hướng dẫn cho người dân các biện pháp phòng tránh dịch bệnh, tăng cường công tác quản lý thị trường, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tự ý tăng giá bán thiết bị y tế. Phòng y tế đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch phòng chống chung của huyện và các văn bản chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương quyết liệt xây dựng các kế hoạch phương án của đơn vị mình để phòng chống có hiệu quả dịch bệnh. Ủy ban huyện cũng có kế hoạch là sẽ kiểm tra các cơ sở các đơn vị để là giúp các đơn vị hoàn thiện cái kế hoạch các phương án để thực hiện tốt hơn công tác phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do cái chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn huyện. Trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình, huyện Bố Trạch sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị địa phương thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh, xây dựng kế hoạch và giải pháp phòng chống dịch, sẵn sàng ứng phó khi có các tình huống xảy ra.